Bộ phim bắt đầu bên trong một nhà tù, nơi nữ tù nhân Anita Nidhi Lesnicki đang bị giam giữ. Trong bữa trưa, cô ấy tấn công một bác sĩ muốn cô ấy cải thiện chế độ ăn uống của mình, vì vậy Nidhi bị đưa đến phòng biệt giam, nơi cô ấy bắt đầu kể cho chúng tôi câu chuyện của mình thông qua hồi tưởng. Đó là 2 tháng trước, Nidhi sống ở Devil Kettle, Minnesota. Cái tên này xuất phát từ một thác nước địa phương đi vào một cái hố nhưng không thoát ra ngoài. Các nhà nghiên cứu đã ném nhiều thứ vào đó, như những quả bóng, nhưng không có gì nổi lại. Chàng trai trong ảnh, Chip, là bạn trai của Nidhi. Cô ấy cũng có một người bạn thân nhất, Jennifer Check, cô ấy là một hoạt náo viên và được coi là một hot girl. Mọi người không thể tin được rằng cô ấy là bạn với một người như Nidhi, nhưng họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Một số sinh viên thậm chí còn trêu chọc Nidhi, nói rằng cô ấy và Jennifer là bách hợp. Một ngày nọ, Jennifer rủ Nidhi đi cùng cô ấy đến một quán bar để tham dự buổi hòa nhạc của ban nhạc indie rock Low Shoulder. Nidhi nói rằng cô ấy đã có kế hoạch với Chip, điều mà Jennifer không đồng ý, vì vậy cô ấy đã gây áp lực buộc Nidhi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Nidhi nhượng bộ và đồng ý đi cùng Jenny. Buổi tối, Nidhi thay bộ đồ mà Jenny yêu thích và anh bạn trai của gái cho rằng Nidhi có thần giao cách cảm với Jenny nên cô có thể biết Jenny đến dù cho cô bạn không hề bấm chuông cửa. Anh ấy cũng chỉ ra Nidhi luôn bị điều khiển bởi Jennifer. Và là hai đứa bạn thân nhưng họ chẳng có điểm gì chung cả. Khi cả hai đi xuống cầu thang, Jennifer đã đợi sẵn trong nhà. Mặc kệ, bạn trai cảnh báo quán ba hai gái sắp đến chả hay ho gì. Hai cô gái vẫn quyết đi đến đó, và quả thực đó là một nơi khá lộn xộn. Có những học sinh khác ở đó, như Greg, một cầu thủ bóng đá cố gắng đánh Jennifer và nhanh chóng bị đuổi đi, và Ahmed đến từ Ấn Độ, một sinh viên trao đổi. Khi ban nhạc đến sân khấu, Jennifer nói rằng họ chắc chắn đến từ thành phố và mong muốn có nhiều chàng trai phong cách như thế ở thị trấn nhỏ của họ. Cô nắm lấy Nidhi và kéo cô ấy đến gặp ban nhạc, và họ được trò chuyện với ca sĩ chính. Nikolai Uop, Nidhi hỏi anh ấy tại sao một ban nhạc thành phố như họ lại chơi ở đây. Nikolai trả lời rằng họ phải kết nối với người hâm mộ ngay cả ở những nơi kinh khủng. Nidhi không thích câu trả lời này, nhưng Jennifer không quan tâm, cô ấy đề nghị mời anh ta uống nước và anh ấy chấp nhận. Trong khi Jennifer đi đặt hàng, Nidhi chơi với máy bắn bi và nghe được Nikolai nói chuyện với các thành viên trong ban nhạc của anh ấy. Anh ấy nói với tay bass của mình rằng Jennifer là thứ họ cần bởi vì cô ấy rõ ràng là một trinh nữ. Cô ấy quay lại với Jennifer để kể cho Jenny nghe về cuộc trò chuyện này, nhưng cô bạn Jenny chỉ thấy xúc phạm khi họ nghĩ rằng cô ấy là một trinh nữ. Điều đó không đúng, buổi biểu diễn bắt đầu ngay sau đó. Tuy nhiên, sự chú ý của Nidhi không phải là âm nhạc, cô ấy nhận thấy một ngọn lửa tự phát bắt đầu ở một góc của quán bar và nhanh chóng lan rộng. Ngay sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ nơi này, và trong khi mọi người bỏ chạy hoặc chết thảm, Nidhi tóm lấy Jennifer đang bị sốc và đưa cô vào phòng tắm, nơi họ trốn thoát qua cửa sổ. Nikolai tìm thấy họ bên ngoài, không có vẻ quá bận tâm về thảm kịch và anh ta đưa cho Jennifer đồ uống của mình trước khi mời cô tham gia vào ban nhạc trong chiếc xe tải của anh ta. Jennifer chấp nhận bất chấp sự phản đối của Nidhi. Nidhi quay lại nhà và gọi điện cho Chip để kể chuyện đã xảy ra, vừa khóc vừa sợ hãi và lo lắng. Đột nhiên ai đó bấm chuông cửa, vì vậy Nidhi yêu cầu Chip ở lại xếp hàng trong khi cô ấy đi xem đó là ai. Hóa ra không có ai ở cửa, vì vậy Nidhi cúp máy và quay vào trong, nơi cô nghe thấy một số tiếng động. Khi bước vào bếp, cô ấy giật mình bởi Jennifer, người bê bết máu và đôi mắt như thủy tinh. Cô ấy cũng mỉm cười với hàm răng dính đầy máu trước khi đi đến tủ lạnh, lấy một con gà và bắt đầu ăn như một con vật. Khi Nidhi cố gắng ngăn cản Jenny, cô ấy hét lên với Nidhi bằng một âm thanh giống như tiếng quái vật. Sau đó cô ấy nôn ra một vệt chất lỏng màu đen và có gai. Lo lắng, Nidhi rời khỏi bếp để tìm điện thoại và kêu cứu, nhưng Jennifer ngay lập tức xuất hiện trước mặt và đẩy cô vào tường. Jennifer định cắn vào cổ Nidhi nhưng đột nhiên thay đổi ý định và lao ra khỏi nhà. Nidhi dành cả đêm để lau sàn bếp. Sáng hôm sau, Nidhi vẫn còn bị sốc ở trường khi nhớ lại lời hứa mà cô đã hứa với Jennifer khi họ còn nhỏ. Cả hai phải giữ bí mật cho nhau. Khi Jennifer đến lớp, cô ấy cư xử như thể không có gì kỳ lạ xảy ra và rất thờ ơ về thảm kịch quán bar. Giáo viên của họ, ông Rolevsky, có một bài phát biểu xúc động về sự mất mát của các bạn học của họ. Sau giờ học, tất cả mọi người trong trường đều đau buồn, và tất cả các hoạt động phụ đã bị đình chỉ. Nidhi cố gắng kể cho Chip nghe về Jennifer, nhưng cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi Colin Gray. Trong khi đó, Jennifer tiếp cận Jonas, người bạn thân nhất với Craig và đang vô cùng đau lòng trước cái chết của anh ta.
Jennifer nói với anh rằng cô là người cuối cùng nói chuyện với Craig và điều ước cuối cùng của anh là cô và Jonas thành một cặp. Jonas chấp nhận đi cùng cô vào rừng, nơi họ bắt đầu đốt lò nướng khoai. Nhưng anh vẫn bị phân tâm bởi một loạt động vật hiện đang vây quanh họ. Jennifer thu hút sự chú ý của anh ta bằng cách chạm vào anh ta một cách thân mật. Cô cũng nói với anh rằng anh ta sẽ tái hợp với Craig sớm trước khi mở miệng trong hình dạng quỷ để ăn thịt anh ta. Trong bãi đậu xe, ông Rolevski nghe thấy tiếng la hét của Jonas và ban đầu, ông nghĩ rằng anh ấy chỉ đang khóc vì đau buồn, nhưng sau khi vào rừng để xem chuyện gì đang xảy ra, ông tìm thấy cơ thể của Jonas đang bị ăn thịt bởi một con nai. Vài giờ sau, cảnh sát nhặt được thi thể, và cha của Jonas hứa rằng ông sẽ tìm ra và tiêu diệt kẻ sát nhân con trai mình. Sau khi tắm trong hồ, Jennifer gọi điện cho Nidhi để nói rằng cô ấy đang có một ngày tuyệt vời, và cô ấy dùng hộp quẹt để đốt lưỡi của mình mà không hề tỏ ra đau đớn gì. Đang nói chuyện thì Chip gọi cho Nidhi và hẹn gặp cô ở công viên. Khi họ gặp nhau, Chip nói với cô ấy về cái chết của Jonas, vì vậy Nidhi giữ anh ấy ở bên để an ủi. Nhiều ngày tiếp tục trôi qua và ngôi trường không ngừng tăng tốc ngoại trừ Jennifer, người vẫn luôn vui vẻ như mọi khi. Thị trấn nhỏ của họ đã trở nên nổi tiếng khắp đất nước. Bài hát mà Low Soldier chơi trong đêm lửa trở thành một hit trên toàn quốc và gần như trở thành một bài quốc ca trong thị trấn. Một tháng sau thảm kịch, ông Rolevski nói với lớp của mình rằng ban nhạc đã chấp nhận đến chơi miễn phí tại buổi lễ mùa xuân của trường, họ cũng sẽ quyên góp một phần lợi nhuận từ đĩa đơn mới của họ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Nidhi cho rằng họ là đồ lừa bịp vì sử dụng chúng để PR cho ban nhạc. Và nhắc nhở mọi người rằng cô ấy đã ở đó vào đêm cháy và biết tin đồn ban nhạc cứu ai là dối trá. Tan học, Colin tiếp cận và mời Jennifer đi chơi, nhưng cô ấy đã từ chối anh ta. Tuy nhiên, khi cô bạn Nidhi tỏ ra quan tâm Colin thì Jennifer thay đổi quyết định và bảo Colin hãy đến chỗ cô ấy. Vào buổi tối, Nidhi đến nhà Chip để đốt lò nướng củ khoai lang. Trong khi đó, Colin đang lái xe đến địa chỉ mà Jennifer đã nhắn tin cho anh ta. Và khá bối rối khi anh ta đến một ngôi nhà bỏ hoang mà anh ta phải vào bằng cửa sổ. Theo tiếng nhạc đang phát, anh tìm thấy một căn phòng đầy những ngọn nến đang cháy và Jennifer đang đợi anh ở đó. Anh nhanh chóng đoán đây không phải là nhà thực sự của cô và Jennifer đánh lạc hướng anh bằng những nụ hôn. Nhưng khi mắt cô đổi màu, anh lùi lại. Jennifer nắm lấy anh ta và nói rằng cô ấy cần anh ta sợ hãi, vì vậy cô ấy bẻ cổ tay và ném anh ta xuống sàn và bắt đầu ăn thịt Colin. Khi đang móc nối với Chip, Nidhi bắt đầu có ảo giác khi thấy máu dường như rỉ ra từ mái nhà, Jonas bị thương và một Jennifer trông như quỷ đang ngồi gần đó. Lúc đầu, Chip nghĩ rằng tiếng rên rỉ của cô ấy là do khoái cảm. Nhưng ngay sau đó anh ấy nhận ra rằng cô ấy thực sự khó chịu và ngừng chạm vào cô ấy để an ủi cô ấy. Nidhi quá lo lắng để tiếp tục, vì vậy cô ấy mặc quần áo và trở về nhà. Ở giữa đường, cô ấy suýt đâm vào Jennifer, người lại bê bết máu và hiện đang nhảy lên cửa kính ô tô của Nidhi, nhưng cô ấy đã ngã xuống khi Nidhi lái xe trở lại với tốc độ cao. Nidhi trở về nhà và ngủ thiếp đi trên ghế, vừa khóc vừa mơ thấy Jennifer. Cô thức dậy một lúc sau và di chuyển về phòng của mình, và khi cô lên giường, cô phát hiện ra Jennifer đang đợi cô ở đó mà không có vết máu và chỉ mặc một chiếc quần lót và một trong những chiếc áo phông của Nidhi. Jennifer bắt đầu hôn cô ấy và sau một số do dự ban đầu, Nidhi hôn lại cô bạn, chỉ dứt ra khỏi nó khi Jennifer bắt đầu sờ soạng cô. Nidhi hoảng sợ vì những gì cô ấy nhìn thấy trước đó. Vì vậy Jennifer cuối cùng đã kể cho cô ấy câu chuyện đầy đủ về những gì đang xảy ra. Vào đêm ở quán bar, sau vụ cháy, Low Soldier đưa Jennifer đến thác nước và trói cô xuống đất để hiến tế cô cho một con quỷ để đổi lấy danh tiếng và thành công. Những kẻ đó đã đâm cô khi đang hát Jenny cho cô nghe, sau đó họ ném con dao xuống thác nước. Vì một lý do nào đó mà cô ấy không chết, cô ấy chỉ tỉnh dậy, không nhớ gì cả và tìm đường đến nhà Nidhi. Cô ấy không thể làm tổn thương Nidhi, vì vậy sau khi rời khỏi nhà, cô ấy đi trên đường và tình cờ gặp Ahmed. Người đã thoát khỏi đám cháy nhưng không ai biết anh ấy còn sống. Và cô đã ăn anh ta. Giờ đây, Jennifer biết rằng bất cứ khi nào cô ấy ăn no thì cô ấy có khả năng tự chữa lành vết thương. Có vẻ như là bất tử vậy. Quá kinh hãi, Nidhi yêu cầu Jennifer rời đi và chứng kiến cô bạn bay qua đường cửa sổ. Nidhi hỗ trợ đám tang của Colin một vài ngày sau đó, nơi những người bạn của anh và mẹ anh chia sẻ nỗi đau của họ. Colin được xây một đài tưởng niệm ở trường, và rồi mọi thứ dần đi vào quên lãng. Nidhi thì không, cô ấy bắt đầu thực hiện một số nghiên cứu tại khu vực huyền bí của thư viện trường. Trong khi tránh mặt Jennifer,
Cô phát hiện ra người bạn của mình hiện đang bị ám bởi một con quỷ phải ăn thịt vì nghi lễ đã sai do Jennifer không thực sự là một trinh nữ. Cách duy nhất để tiêu diệt cô ấy là một lưỡi dao vào trái tim khi cô ấy yếu đuối. Khi Chip đến gặp Nidhi để mời cô đi vũ hội, Nidhi cảnh báo anh ta không nên đi và cố gắng nói với anh ta rằng Jennifer bây giờ là ác quỷ. Nhưng anh ta không tin, Nidhi nói rằng cô ấy sẽ đi khiêu vũ nhưng không phải với Chip vì không an toàn để họ ở bên nhau lúc này, đêm khiêu vũ cuối cùng cũng đến, mọi người đã sẵn sàng tham dự. Chip được mẹ cho một bình xịt hơi cay vì bà lo lắng cho sự an toàn của anh sau những gì đã xảy ra với Jonas và Colin. Jennifer thì đang cố gắng che giấu vẻ ngoài ốm yếu của mình khi trang điểm. Trong khi Nidhi tìm kiếm người bạn của mình tại buổi khiêu vũ và chịu đựng màn trình diễn của Low Soldier, Jennifer tiếp cận Chip tại công viên và nói với anh rằng Nidhi đã lừa dối anh và ngoại tình với Colin. Cô ấy bắt đầu quyến rũ Chip và rủ anh ta đến một hồ bơi bỏ hoang. Tại đó Jenny hôn Chip và khi anh ta phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ, Jenny bắt đầu hiện nguyên hình ác quỷ. Trong khi đó, Nidhi cảm thấy có gì đó trên môi mình và nhận ra Jennifer đã có Chip. Cô đến nhà anh và mẹ anh nói với cô rằng anh đã đi đường tắt xuyên qua công viên để đi khiêu vũ. Nidhi đi xuống con đường đó và tìm thấy chiếc châm cài áo anh mua cho cô trên mặt đất. Khi Chip kêu cứu, Nidhi đi theo âm thanh của giọng nói của anh ta và đi vào hồ bơi. Cô thấy Jennifer đã bắt đầu ăn anh ta. Nidhi nhảy xuống hồ bơi, khiến Jennifer phải tránh xa Chip. Anh ta đưa bình xịt hơi cay cho Nidhi. Khi Jennifer đến gần, cô ấy xịt thuốc vào mắt Jenny. Jenny bay lên và Nidhi tiếp tục phỉ báng tình bạn của hai người. Nghe đến đây, Jennifer định tấn công cô bạn nhưng Chip đã đâm Jenny bằng một ống sắt. Jenny bay đi, trong khi Chip chết trong vòng tay của Nidhi. Một lúc sau, Nidhi trở lại nhà của mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra và quyết định một kế hoạch. Sau khi thay bộ quần áo tối màu sạch sẽ, cô đến gặp Jennifer, người đang ở nhà cô xem kỷ yếu của trường để chọn những nạn nhân mới trong khi trông ốm yếu vì đã lâu cô chưa được ăn. Nidhi đột nhập bằng cách đập vỡ cửa sổ và tấn công cô ấy bằng một con dao nhưng Jennifer đã chống trả lại. Cô ấy cắn vào tay Nidhi, cả hai vật lộn một hồi. Nidhi đã giật được sợi dây chuyền của Jennifer, khiến cô ấy buông cô ra và ngã xuống giường. Nidhi đáp xuống người cô và đâm xuyên con dao vào tim, giết chết cô bạn một cách hiệu quả, nhưng cô bị mẹ của Jennifer bắt quả tang. Quay trở lại hiện tại, Nidhi nói với chúng ta rằng nếu bạn bị một con quỷ cắn và sống sót, bạn sẽ có được một số khả năng của nó. Nidhi bây giờ có thể bay lên, vì vậy cô ấy sử dụng sức mạnh đó để thoát khỏi phòng biệt giam qua cửa sổ, sau đó sử dụng siêu sức mạnh để đơn giản đi qua các tấm lưới bên ngoài. Cô đi đến một con đường bên cạnh một con sông, nơi cô tìm thấy con dao của Nikolai và những đồ vật mà các nhà khoa học đã ném xuống thác nước. Khi mặt trời mọc cô cố gắng đi nhờ xe đến Madison, nơi Low Soldier đang ở trong một khách sạn sang trọng. Ban nhạc đang sống một cuộc sống tốt nhất hiện nay với người hâm mộ tiền bạc và ma túy. Nidhi tìm thấy họ và đã giết tất cả để trả thù cho cô bạn Jennifer. Tóm tắt đến đây thôi. Đừng quên giả vờ nhấn cái nút đỏ nho nhỏ có võ phía dưới để ủng cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các chim non.